Bà nội của Năm, Lê Giang bế cháu đi diễn, chưa lớn đã hứa tặng ngà. Sẽ dành dụm một phần riêng. Đọc thì ít bao giờ lắm, ít bao giờ mà hỏi chị bất cứ điều gì, toàn là chị tự động chị cho hay là gì thôi. Nhà của chị là hiện tại là chị đang cho, chị mua cho Lộc đứng tên mà. Chiếc mê mặc hở đeo kim cương này có phim trăm tỷ lại đơn giản nhưng vẫn sang. Chứ bình thường ở nhà chị cũng không đeo, nếu không ở nhà mình đeo nó cũng để thoáng ra cho nó xước này kia nọ, nên cho nên là chị chỉ muốn là ví dụ như tới một cái sự kiện hay là một cái tiệc gì đó mình đeo để cho cũng có như người ta, chứ không phải là chị phô trương là khoe của đâu, không có. Có mối quan hệ thân thiết cùng danh hài Nhật Cường nên trong live show của anh, Lê Giang cũng xuất hiện tại sự kiện. Tuy nhiên, lần này cô không đi một mình mà có cháu nội kề cận. Những hình ảnh được ghi lại cho thấy Lê Giang đi cùng người thân trong gia đình cô và cháu nội của nữ diễn viên cũng xuất hiện. Lần này, nữ nghệ sĩ sinh năm 1972 ăn vận khá đơn giản với thiết kế đỏ thẫm, tóc búi cao. Dù trang phục không có nhiều điểm nổi bật, phụ kiện không quá cầu kỳ, thế nhưng Lê Giang vẫn giữ được sức hút nhất định. Chưa kể, lần này đi cùng với cô còn có cả cháu nội. Do đó, việc cô thay đổi chút phong cách theo hơi hướng có phần nhã nhặn, thanh lịch cũng phù hợp hơn. Layout trong sự kiện lần này của Lê Giang chắc hẳn không nổi bật nhất trong dàn sao, thế nhưng cô vẫn được chú ý và nhận lời khen ngợi vì độ tinh tế, khéo léo. Nổi tiếng là bà nội yêu chiều cháu trong showbiz nên việc đưa cháu đi diễn cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, Lê Giang từng chia sẻ dự định mà nhà tặng cháu trong tương lai, hơn nữa lại còn là biệt thự. Không những cháu nội, nữ nghệ sĩ dành tình cảm khá nhiều cho vợ của nam diễn viên Duy Phước và xem cô như con ruột. Lê Giang từng tự tay chuẩn bị tiệc ăn uống ấm cúng ở nhà để chúc mừng sinh nhật con dâu. Không những thế, Lê Giang còn mua cả kim cương, điện thoại iPhone mới nhất để tặng dâu. Không chỉ thế, cô còn để cháu nội đứng tên căn biệt thự 10 tỷ đồng. Theo đó, Duy Phước, con trai Lê Giang cũng đã xác nhận con gái của anh chính là người sở hữu cơ ngơi hoành tráng này. Dạ, 6 tỷ cho 3 tỷ để cho con có động lực con làm thêm, chứ không phải là lúc nào cũng phải là mẹ. Tại vì đứa nào cũng lớn hết rồi. Sau khi chị cũng lo cho con chị được một phần nào đó, chị cảm thấy chị rất là vui. Tại vì mình có khả năng làm thì mình cho con mình. Tụi nó thì không có dám sinh đâu, nhưng mà con cái là chị tự cho. Một số bình luận liên quan, cứ kín đáo thế này là ok rồi chị. Nữ diễn viên hot nhất thời điểm hiện tại, dù tên tuổi đã được khẳng định hơn 10 năm trước, sang hẳn luôn đó trời. Hình ảnh Lê Giang thời điểm hiện tại rất sang trọng. Trước đây, Lê Giang theo phong cách có phần khá trẻ trung, gợi cảm. Điều này khiến cô nhận về hai luồng ý kiến, một phía khen ngợi Lê Giang về sự nhuận sắc, bắt kịp xu hướng thời trang dù đã ở tuổi ngoài 50, phía còn lại không đồng tình vì thích cô kín đáo, sống phù hợp với lứa tuổi hơn. Riêng với live show lần này, sự cân bằng, lựa chọn trang phục phù hợp với bối cảnh đã giúp Lê Giang được lòng người hâm mộ hơn rất nhiều. Đầu năm nay, Lê Giang có hai vai diễn trong hai phim chiếu rạp là Nhà Bà Nữ và Chị Em 2. Đây có thể xem như một cột mốc đặc biệt ấn tượng của Lê Giang bởi hai dự án cô góp mặt đều đạt doanh thu trăm tỷ. Hiện tại, sự việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của công chúng. Còn bạn, bạn nghĩ sao về điều này? Hãy chia sẻ cảm xúc của mình dưới phần bình luận nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!